Đàm Vĩnh Hưng cắt tóc Lưu Hà Trinh giúp cô lên ngôi án vàng. Đàm Vĩnh Hưng đã phá kịch bản, cắt luôn mái tóc dài của Lưu Hà Trinh trên sân khấu trực tiếp và sự liều lĩnh này đã giúp cô đăng quang án vàng 2016. Chung kết cuộc thi án vàng diễn ra tối ngày 17 tháng 11 trên kênh HTV9 với sự tranh tài của 4 thí sinh. Thử thách của Lưu Hà Trinh là dẫn một chương trình giao lưu với nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Theo kịch bản, trong lúc trò chuyện với cô, quý ông là nhạc Việt sẽ tỉ sơ qua phần ngọn tóc. Tuy nhiên, để thử thách khả năng ứng biến xử lý tình huống của người đẹp, anh đã bất ngờ cắt ngắn mái tóc của cô trong vòng 3 phút. Dù khá bất ngờ và hoang mang không biết mái tóc của mình sẽ ra sao, nhưng vì đang truyền hình trực tiếp nên Lưu Hà Trinh đã cố gắng giữ tinh thần thoải mái và vui vẻ. Ngoài phần giao lưu, Đàm Vĩnh Hưng còn thể hiện ca khúc Đợi Em Trong Mơ, một sáng tác của Ngọc Sơn và Nhật Đăng Huy. Sự xuất hiện ấn tượng của giọng ca tuổi Hồng Thơ Ngây hỗ trợ khá nhiều cho thành công của tiết mục. Tuy nhiên, Lưu Hà Trinh ghi điểm bằng sự thông minh trong việc dàn dựng nội dung, chuyển đổi không gian một cách khéo léo, từ tiệm cắt tóc của Đàm Vĩnh Hưng 20 năm về trước đến sân khấu Án Vàng 2016. Với phần thi xuất sắc này, Lưu Hà Trinh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Án Vàng của bảng Án Vàng toàn năng, phần thưởng là 100 triệu đồng tiền mặt. Lưu Hà Trinh thể hiện lòng biết ơn với Đàm Vĩnh Hưng sau khi công bố kết quả. Tân quán quân vui mừng ôm hôn đàn anh và nói lời cảm ơn. Thanh Duy và Khải Như, hai đồng nghiệp thân thiết của Lưu Hà Trinh ở cuộc thi cùng nhau tỏa sáng đến chúc mừng cho cô. Vị trí á quân của bảng thuộc về Quang Bảo, thí sinh từng tạo nên hiện tượng trên mạng xã hội với câu chuyện về người yêu cũ và ngã ba đường. Trung Thành với lối dẫn nhẹ nhàng cảm xúc, tiết mục của MC Điển Trai tuy không bùng nổ hoành tráng nhưng lại mang đến nhiều rung động. Với khách mời là một nhân vật gạo cội của sân khấu, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, Quang Bảo chọn cho mình cách dẫn đỉnh đạt từ tốn, song anh còn thiếu chút điểm nhấn. Trích đoạn trong vở Tí ơi mái dìa, tác giả Minh Ngọc Minh Phương đạo diễn Vũ Minh được nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc thể hiện, Quang Bảo nhận được 50 triệu đồng tiền mặt. Ở bảng tiềm năng, Phụng Yến thử thách dẫn chương trình game show hài trinh thám điệp vụ đối đầu. Cô gái yoga chứng tỏ sự lột xác trong hình ảnh mới, năng động và khỏe khoắn hơn. Khả năng biên tập và dàn dựng khá nhịp nhàng liên tục giữa MC và hoạt cảnh hài giúp tiết mục dự thi của Phụng Yến hấp dẫn lôi cuốn, nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả. Với tiết mục này, Phụng Yến trở thành chủ nhân của án vàng bảng tiềm năng và phần thưởng của cô là 100 triệu đồng tiền mặt. Với thử thách dẫn chương trình talk show giao lưu cùng nữ doanh nhân trẻ Tống Khánh Linh, Haley Tống 21 tuổi, vợ chồng Kelly Rowland và Zohua Wilkema và tiến sĩ tâm lý Trần Hữu Đức về chủ đề khởi nghiệp, Phong Linh có phần áp lực trong việc chuyển tải nhiều thông điệp, dẫn đến việc cô nói quá nhiều thay vì để khách mời chia sẻ. Cô giành giải án bạc ở bảng tiềm năng với phần thưởng là 50 triệu đồng tiền mặt. Gia đình Phong Linh đến chúc mừng cô với giải thưởng á quân. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!